tịch Hội Nhà Gái. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đoàn Thiên Nghệ và bà Trần Thúy Kim. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đang đứng trên sân khấu, quý vị thấy phần ra mắt của đại diện đôi bên gia đình. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần ra mắt của đôi yêu đương, những người thật đẹp đôi, thật hạnh phúc và thật nổi bật trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với chú rể Hữu Tinh.